tiền. Đầu tiên là một cảm giác rất là hào hứng, nhưng bên cạnh đó mình cũng có hơi mệt vì phải lên lớp từ sáng tới giờ, từ Sài Gòn, Bangkok, Bangkok, Phuket. Nhưng mà cái sự hào hứng nó đang dâng lên vì mọi người rất là hào hứng khi đến thấy biển đẹp như thế này, khi đến một cảnh quan yên bình như thế này. Nu rất là thích biển và biển ở Phuket thì rất là đẹp. Nu muốn giới thiệu những cái đảo thật là đẹp của Phuket đến với các bé lần đầu, vì Nu nghĩ rằng là các con cũng thích biển mà, đúng không? Các con cũng thích bơi mà, vậy cho nên rằng là mình thích thì mình bơi thôi. It's a white tiger. It's living in a tiger jungle event. Exactly. This should be interesting for you guys too. It's safari. Safari one. We have like 12 animals inside. Animal inside có tất cả 12 loài thú ở trong đó đó. Là vui rồi vì trong này chúng ta học được rất là nhiều điều. Và nhiều trò chơi, nhiều trò chơi. Có rất là nhiều. Lúc nãy Tuấn Ngọc đụng vào con gì? Con voi. Con voi, con gì nữa? Con hổ. Nếu mà chúng ta nói về cái ý nghĩa, dĩ nhiên là chúng ta có thể thấy được cả một sự phát triển, cả một sự thăng trầm của đất nước Thái Lan. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái độ hoành tráng cũng như là sự đầu tư cho cái sân khấu đó, thì chúng ta khâm phục người Thái Lan khi mà họ huấn luyện voi, họ huấn luyện các loài thú. Bên cạnh đó thì có sự hỗ trợ của hơn 100 diễn viên trên sân khấu. À, và những người diễn viên này phải chuyên nghiệp và thuần thục đến từng milimét một. Ở đây tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Đang ngồi trên một chiếc du thuyền 5 sao cùng với tất cả những người thân, những người bạn bè và cả team của mình nữa, để cùng đến với lại những hòn đảo, những cái vịnh rất là đẹp xung quanh khu vực của Phuket, và có rất là nhiều những cái điều thú vị đang chờ đón tất cả mọi người. Những cái trò chơi như là chèo thuyền kayak, như là những dù, rất là nhiều những cái trò chơi khác, những cái trải nghiệm khác. Vì vậy cho nên là cái chuyến đi lần này phải thật sự rất là cảm ơn Tổng cục Du lịch Thái Lan vì đã có một cái sự, một điều ý nghĩa như thế này cho Nu và team của Nu thực hành. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi, đó là chú sẽ nói một món đồ vật. Các con sẽ phải tiếp tục cái món đồ vật đó. Ví dụ nghe chơi thôi, chuyện thôi. Hôm nay đi siêu thị mua cái lu, mua cái kính. Phải không? Mua cái chung, mua cái điện thoại, mua cái chân. Mua cái áo, mua cái, mua
tới đây là Động Ban Nga. Đây một nơi có cảnh cảnh rất là đẹp, núi non hùng vĩ ha, và mặt nước ở đây rất là êm đềm. Đây là nơi mà bộ phim 007 đã từng có những cảnh quay rất là đẹp ở đây. Và như là mọi người thấy đó, tất cả những cái ở đây được tạo nên tự nhiên hết, không có bàn tay của con người nhúng vào. Cũng khá là giống phong nha kẻ bàn ở Việt Nam. Và đây là một địa điểm khá là thú vị với rất là nhiều những cái hoạt động sinh thái, cũng như là tất cả mọi người đều có thể gần với thiên nhiên, với biển, và có thể chèo những cái thuyền rất là vui. Thì enjoy. Công là môn mình dở nhất. Giống như có bánh chưng. Nè bây giờ nhà nè, con để nhà nó xuống thôi nha. Vậy thôi là con gấp nó qua liền rồi. Mà tay cái đó người nó che đi. Sao lại khóc ấy? Nhỏ vào tay à? Không hả? Thật là may mắn cho Nu và cũng như team của Nu khi mà lần này trong chuyến đi chúng tôi gặp được một cái lễ hội, đó là lễ hội thả đèn Loi Craton. Đây là những chiếc thuyền tải đi những mơ ước cũng như là những cái ước muốn của tất cả người dân Thái Lan và những người du khách đến đây. Và hoa sen được thể hiện cho sự hòa bình, được thể hiện cho sự yên lành. Nuôi nghĩ rằng tất cả mọi người một lần nào đó xin cũng hãy đến với Thái Lan, đến với Phuket, và đặc biệt là Ao Mãn Adventure. Nơi đây là khu du lịch, một nơi sinh thái rất là mới ở Thái Lan. Nhưng lúc này Nuôi rất là muốn biết là các con đã ước gì? Tuấn Ngọc có ước gì? Bí mật ạ. Có ước gì Khánh Huyền? Con ước được may mắn ạ. Con ước được may mắn, con có ước cho gia đình của mình không? Có. Con có ước cho gia đình của mình không em? Còn con Minh Nguyệt có ước gì? Dạ con ước tất cả mọi người được hạnh phúc. Băng Giang có ước gì? Con ước cái niềm đam mê âm nhạc của con được phát triển hơn và được mọi người yêu mến hơn. Còn con Gia Kiệt? Dạ con ước cho gia đình là thật là mạnh khỏe và hạnh phúc. Con phải quát tay Nguyệt, Nguyệt không quát hoài cả. Đó. Trời đó, nói chuyện với nhau. Rồi ok đó, mình dễ thương rồi đó. Tất cả mọi người đứng gần chú Nuôi cùng tắm chung luôn này, đứng gần nha. Let's go.
Nên đây là nhà hàng Tuk Kha. Khi mà ngồi trên nhà hàng này thì chúng ta có thể cảm giác rất là cao và chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của Phuket. Ở trên ngọn núi Khao Rang, thức ăn ở nơi đây thì đậm chất Thái Lan và đây là nơi có thể dễ dàng để mời gọi bạn bè cũng như là cùng với bạn bè và gia đình lên đây để có thể vừa ăn, vừa ngắm cảnh ở Phuket và vừa hòa mình với thiên nhiên. Đây là một cái set thực đơn thức ăn thịnh soạn mà ngày hôm nay nhà hàng đã chiêu đãi cho cả đoàn đến đây để cùng thưởng thức cái buổi trưa tại đây. Và đây sẽ là cái bữa trưa cuối cùng tại Phuket của chúng tôi. Hy vọng rằng là mọi người sẽ ăn thật ngon miệng và sau đó chuyến đi Phuket đầy ý nghĩa đến đây kết thúc. Chúng tôi sẽ cùng quay về Việt Nam. Chào tạm mọi người nhé. Hoặc Vinh Khắp.